Thúy, xin chào cả nhà nha. Rất vui cả nhà đã đến video tiếp theo của mình. Bây giờ cũng chưa chưa cả nhà ơi. Tập trước mình có quay cả nhà đó là mấy bác cháu đi bắt ếch cả nhà với vô đồng cháy nghiệm một đêm ở trong đồng cả nhà. Bây giờ tập trước mình có quay nhà được con chuột cũng nhum đó nha. Giờ mình mặn đêm đó mình mặn, giờ mình mối sớt cả nhà. Ông nằm ông mới lên tới nữa vậy, thì đang bắt cháu mình làm vài món, đang làm xương dưới ăn cơm luôn cả nhà. Chào cả nhà đi bác Năm ơi. Chào bà trai nha. Dạ. Bây giờ bác Năm bắt chảo dầu lên ăn chiên chuột cả nhà. Chuột mình muối sớt nha cả nhà. Sớm mình phải thử tỏi này kia vô. Nó thơm lên mình mới được. Được rồi. Chuột Đây là chuột con nhum nè, cả nhà ơi, đó, ngon không? Đó, con nào đó là cái bể cái nè, ngu trời ơi, gan con gà luôn gan cả luôn, ngon nó thiệt, một cái gan nó khô nó ngon. để đêm hôm rồi mình về mình mặn cả nhà, rồi mình cũng gấp cả nhà, mình bỏ cái mình không có mặn là lông nha, thường mình mặn mà mình nhổ lông mình thui á bác Năm, Nó ngon hơn, mình cái này là mình lột da cả mình nhà, lọc da. rồi mình muối sớt đặng chiên. Giờ chảo dầu sôi cả nhà, rồi bác Năm bỏ tỏi vô cả nhà cho nó thơm thơm, rồi cái mình bỏ chuột lên chiên nha cả nhà. Chuột cũng nhum đồng mà chiên nữa, thứ gì chưa nói đó Năm. Ngon đùi cái bể không rồi ha. Ở nhà ăn cơm một cái quá phê. Gấp vô hết đi con Năm, cái mình đùa vớt qua nó xả ra, nó đừng đổ nước nha, nước nó ngồi nó giặt. Không nước không được. Đùa qua xả vô đó không? Xả nó thơm hơn nước hơn được kia nữa. Rồi. Cái này gan thịt gà đá mà mình muốn sớt con Năm. Đúng rồi. Tương tự như cái nhà. Ngon hơn nhiều, ngon hơn gà nhiều. Muối này là nguyên muối có cái mùi nước mắm là nó mới ngon nè. Muối muối thì để vô cái nước mắm, thấy không? Hương vị nước mắm chiên nó mới ngon. Ủa thơm trời. Ủa. Ngon một cái này một cơm một cái. Quá đã luôn. Có đủ đế mà để dùng cái chết Bây đi con còn cái nhà. Mình hồi tối mình tay mình quay rồi mình dắt mình gặp, mình chạy dọc đường mình về mình gặp nó cái nhà. Rồi bắt luôn cái nhà. Chứ chuột đó mình không dám chụp nữa cái nhà. Chuột này nè, nó hung lắm. bự lắm chụp gì được Nó khè quá trời khè. cắn chết à. Mẫu ghê, mình mới gọi ra đồng gặp một con chuột cũng nhum cái nhà. Đây đi nó đậy hầm nó một chút phải không, đậy nó vậy chút mà cho nó chín ở bề trong lâu cho nó vàng bên ngoài mới là trở lại nó mới ngon, để không nó không chín cái đùi này nè, đùi nó dày được không, không có chín phải đậy nó lại. Bác Năm bữa nãy lên có đem mớ ốc đắng nha cả nhà. Đang ốc đắng lên đang mình luộc luôn, hồi mình ăn chung luôn cả nhà. Rồi Thế giờ ngon. giờ mình luộc sả bác Năm. Hồi nãy mình nhổ lên đang tính làm ếch này, đang mình luộc cái mẻ luôn cả nhà, mà thôi bây giờ cũng có ốc bác Năm đem lên với chuột đó cả nhà, với rồi thêm đồ xào nữa, thôi mình đủ món rồi, bây giờ ếch để mình làm tập sau đây cả nhà, đang mình với cả nhà làm để chiều đi, tập sau đó mình luộc cái mẻ gì đó mình cũng sẽ quay cho cả nhà xem tiếp. Bây giờ cũng có năm mình luộc ốc cả nhà. Ốc này mình căng nhiêu cái có năm 10.000 ở dưới này 10.000 canh cho người ta là 10.000 ký dạ. luộc là phải luộc bởi vì nè mới 10.000 Ô cũng rẻ quá năm, 10.000 rẻ. Bởi mình vô nó bán tới 30 Ở dưới quê dễ ăn không bác Năm? Bác Năm nhớ sắc sả ở nhà bỏ vô đang hầm lục. Đây cái bị ếch đêm hôm. Nó còn nằm trong đây nè cả nhà.
Chiều đi hả, mơi gì đó mình làm món mình sẽ quay về nhà xem. Đây, tại vì sao mình nóng màng ớt luôn cả nhà. Giờ đây nè. Mẹ mình có mua thịt về xào cả nhà. Chảo luôn nè. Chứ bên đây là chuột tối mình mặn đó. Chiên nữa. Hoa đã cái nhà rồi. Hoa đã cái nhà rồi. Quá thơm rồi. Chuột dễ thơm. Lót xả dưới không nào? Mình bỏ, mình bỏ xả dưới không? Mình bỏ vô. Nước cho nước cho nó không? Không, để nước từ nó ra nó mới ngọt, thấy không? Được. Để xíu muối với xíu bột ngọt vô. Đậy hầm nó tự nó ra. Đó, món quắn này có cái gì bạc. Cái này ốc mò với xong á, xào rồi ốc luộc xả rồi chuột cống nhum muối sả ớt chiên nghe nha, ba món mà thơm dữ rồi đó nha. Dạ. Thơm mà dở nắp thơm mà. Thơm chưa? Cho mình nêm miếng về món năm ốc á. Giờ bắt năm nêm nha cả nhà. Ngọt lắm. Nêm ngọt không? Ngọt đấy. Ngọt vô hơi thôi, không cần nhiều. Muối. Muối dưới này nào không? Để muối đó. Để đây, để luôn. Dục nó thơm lắm đâu. Rồi, muối dưới là muối ngọt hả? Rồi, dưới đó được rồi đó. Rồi. Còn ta cái nồi này chở lên cái khác. Cái gì chưa nói cái nhà thôi. Cái gì chưa nói cái nhà thôi. Cái gì chưa nói cái nhà thôi. Mình đi bắt ếch cũng có nhiều cái nhà, mình mới gặp được những chục có nhìn cái nhà. Tối qua mắt thắt mà rồi ông bà đậu rồi cũng bù lại được con chuột. Không có đêm nào mình bắt đại như cái đêm nay nha cả nhà, được có mấy con à. Tại mấy giờ bơm nước lên cả nhà, người ta cũng có vò đồng á, mấy người ở xa ta lại trong bắt cả nhà. Đi bắt nó có lo đồ nghề đầy đủ cho nó bắt chuyên nghiệp quá cả nhà. Mình bắt không lợi người ta, coi bắt được mớ đủ ăn đi về luôn. Nắp này hay không nè, đây là cái nắp để nó ốc lại nha. Ừ, gà nước ra nó ngon. Không có mẻ này là mình sẽ quyết định tính mấy con ếch này nha. Con mẻ nhà mình nuôi nha. Chua quá thơm. Chua thơm. Toàn của nó được riu riu rửa vậy nó mới chín, nó mới già, nó mới ngon. Dạ. Để nát qua nó khét rồi nó mới ngon. Để ốc mình cũng bắt lên luôn cả nhà. Mình muối với ngọt với ở dưới mình lót xả cả nhà, không đổ nước nha cả nhà. Mình, để 50 phút là nó chín này, ốc màu chín nó bắt đầu. Nào lắm. Mùi này đúng không? Mùi này vàng, mùi này thứ gì đâu. Thám coi clip này qua nhậu ông Táo ơi. Ông coi clip này rồi hôm qua là vừa đó. Thứ gì mà chịu đâu. Chủ công nhân mà đủ mã đồng mà muốn xả ớt mà kìa còn gì của. Thứ gì mà chịu nổi ông Táo. Ngon cực kỳ. Mình lại cho nó hầm lại chút nữa không anh? Được.
Được rồi, chính là đừng hà đậy nữa, để dở nắp cho nó vàng. Đậy hoài nó lâu vàng. Dở nắp thì nó mà rút. Lửa cái bia gì đó là nó mềm, là mềm chục. Nó mềm, nó mềm, nó vàng, nó ngon. Áp quá. Áp quá, cái đầu nó tét hơn, nó không chín. Nó đậu vàng là thấy không? Không thơm, không ngon, không chín. Rồi bây giờ nãy giờ chuột mình với ốc mình nó luộc chín rồi cả nhà. Giờ ốc mình đổ ra mình đem ra đây cả nhà. Với đồ xào nè. Nay mẹ hồi sáng mình có mua thịt bò cả nhà, xào cần tàu với củ hành nha cả nhà. Rồi chuột chiên trên đó cũng chín luôn cả nhà. Rồi gấp chuột ra bắt năm ơi. Mà gấp chuột chín đúng không? Rồi. Gấp cái này nó đâu. Rồi, chuột chín nè cả nhà. Cắp hết đi bác Năm ơi, cắp hết đi. Cắp tỏi rồi gà thơm cũng bác Năm ơi. Cắp đi cháu mình với đầu tư sáng giờ cả nhà là không có thấy là biết sao không? Ông đi gác cũng đúng cả nhà. Rồi mình mới điện là cậu Tư đang chạy trên đường chạy về. Cậu Tư nói rồi nè, cậu Tư giờ cũng ra tới cả nhà. Rồi, mới ra cậu Tư đây. Chào cả nhà. Chào cậu Tư. Rồi sáng giờ gác có được con nào không cậu Tư? À vô nay đổ, hôm đổ nay đổ. Là hồi hồi tối không được con nào luôn hả? Trong quán là không có cộng lông. Lâu lâu đạp nhậu xui và cố luôn. Hồi tối nhập có cúng không? Quên cúng. Rồi, hàng chứ không có cúng không? Tại thất bại hoàn toàn. Hồi tối của cô Tư thất bại cả nhà. Mình cũng bắt cũng thất nữa cả nhà. Giờ hên được con chuột bù lại. Thất bại hoàn toàn. Rồi giờ mình gấp chuột muối sả ớt ra cả nhà. Quá thơm cả nhà. Mời cả nhà. Cả thơm mà đi vô. Cái này dẹp ông ba đi cho nó. Ủa có ngọt nghe hả? Để làm gì đi. Có ngọt cái gì đây, cơm nữa. Ăn một chút nữa, miếng cơm còn một cái. Chắc không cái gì, miếng cơm vô. Rồi sáng, sáng này đi cũng không được con nào luôn hả cậu Tư? Bây giờ cũng dọn lên đủ rồi cả nhà. Rồi mời cả nhà dùng với bác Năm mình với cậu Tư luôn cả nhà. Nước mắm mà cậu Tư. Chưa có nước chấm. Bây giờ bác Năm cái chảo chuột chiên cả nhà, còn ba cái xả đồ nó trong giỏng đó, rồi bác Năm trộn cơm ăn luôn cả nhà ơi. Cơm ăn luôn cho nó ngon. Trộn cơm cho nó ngon. Còn bén không? Ba cái xả này nó chín chín rồi nữa thơm. Đang chiên nó kìa cái gì đó, bác Năm cái là ta đổ cơm giống trộn ăn đó hả? Trộn cho ăn, đủ đâu có bỏ, cái này là ngon nhất. Rồi giờ lên cũng có chuột cả nhà với ốc ốc quắn với thịt bò xào củ hành với rau cần cả nhà. Rồi mời cả nhà dùng chung với bác Năm mình với cậu Tư luôn cả nhà. Rồi làm xương xương thì vừa làm xương rồi làm miếng cơm luôn nha cả nhà, dùng mời cả nhà dùng miếng cơm luôn cả nhà. Cái này là kêu bằng cơm gì bác Năm? Cơm trộn. Trộn chảo hả? Trộn chảo. Cơm xào xả ớt. Cơm xào xả ớt. Mời cả nhà dùng với chú Năm chén cơm xào xả ớt. Thôi cơm xào xả ớt. Gọi vô bác Năm ơi, mời cả nhà luôn bác Năm ơi. Chào cả nhà nha. Mời cả nhà luôn. Nhà xào xá ớt này cơm xào xá ớt. Mời cả nhà. Chuột xào xá ớt, con này cơm xào xá ớt. Món mới à. Nó đi bán nó bán diễn cơm xào xá ớt. Trời ơi là trời, nó có nhiều hạt không á. Nào dù quá chưa có thịt đơn nào chứ thịt đơn này mới. Mới bệnh vừa qua.
ra đến mắt bạn. Đó, dùng đi này. Ngon trời. Vừa ăn luôn không Năm? Vừa ăn. Nó đúng lúc này kiên nè, được nó ra nè, ở nè, cả nè. Còn nếu còn gì của. Còn vừa ăn. Thôi bố mình dạy mẹ ghé quán cơm nó cơm sọc cho ớt, cho dĩa ta. Rối đời biết được. Không biết được làm. Cũng vô vô lục, thử đây đi, đó không có. Đồ, có đồ xào nè, có Năm. Cái này thịt câu. Câu xào gì? Ôi. Hai người để hai chai song song tặng luôn, tặng hướng này hết này lạc ngang khỏi về. Ở cả nhà nó quấn là đó. Không vậy bắt Năm nêm dừa luôn đó, bắt Năm đi vừa khỏi chấm luôn, Năm khỏi chấm thứ hai ăn có gì không vừa chấm cho ai muốn ăn mặn thì chấm nha. Ừ, ăn mặn chấm ốc này con ly đúng không Năm ơi. Ừ. Con ly hay sao con ly hai con ơi con ly yếu quá. Vô. Vô bác mẹ uống cái bác. Vô. Vô lắm không? Đầu bên kia cũng nhấn rồi ha. Nhóm rồi. Nhóm rồi. Nè quay trước đưa lên luôn á. Rồi giờ vô đi cô Tư. Bác Năm với cô Tư làm trước đi con hỏi con ăn cơm. Làm đêm hôm đi bắt ếch quá cả nhà. Mệt quá cả nhà. Ủa rồi em giặt hả? Vô mà cả nhà. Cái này biết chú tưởng chú bỏ chú về để anh nhặt hộ anh xài đây nè chú đầu quê chú cống dâm nè cả nhà ơi nè thấy không có kìa thấy không xét nè thấy chưa trời ơi trời cái này mà đưa vô một gái nè uống đi rượu vô ruột xé ra mà cắn mà nhai đó nè ba cái tuổi vô gì ngon cậu Tư mày có răng cậu Tư mày chơi cái khúc chuyện cười mày nhai một cái rực rực đi ra như lính đổ bộ nhớ ông rõ ông nói đồ mày nhai rực rực đi ra như lính đổ bộ. Đâu lính đổ bộ đó chắc đi rụp rụp anh nghe vậy ha. Chạy lúc trước lúc trước. Lúc trước lên bụi chạy lên bụi. Anh nó đổ ngay đụng mình rụp rụp đi ra cái lính đổ bộ. Bây giờ đi nói còn từ dưới Năm mày. À, vô cái nữa được ha. Rồi mở cái nhà. Rồi xin mời. Quá ngon. Thơm này ô. Ngon. Nhưng trụ vậy có bánh dâm mà. Ừ. Ngon mà thì trời cũng có gì mà bị khám ngại lắm đó. Gạt luôn là miếng là lâu quá vừa chưa nó ướp cả chút nước mắm ngọt nước muối nước đường đường là khác đường khác này ướp mắm là đã ướp mắm bà kia ngon. Như là cái chiên là lặn cái chiên liền chiên liền luôn đăng nước mắm chiên liền đăng nước mắm chiên liền nó thấm rồi rút khô rừng ngon ngon chiên mắm thơm ngọt tuyệt vời mấy màu này ăn là nó tốt cho cơ thể nó có canxi mà nát nữa tao nói mày ốc thì mày luộc hay luộc xong nó mẹ ăn nó mấy mấy người mà bị khớp này như khớp này kia ha mà ta kêu nấu nước ốc bắp này là lấy nước đừng để nước nhưng mà nấu cho nó ra nước nước trong thịt thời nóng ra mình nuốt mà uống nó hay lắm. Bây giờ đó thì sao mình ông bà xưa mình ở này ăn ốc ăn đồ đồng cua đồng như kia mà không hết cái bệnh rồi không có gì thuốc mà lúc đó mình chưa phát minh được mình chưa biết người ở nhà khoa học hay là cũng là ta biết rồi. Bà nói cô ơi, dạ quên. Trời ơi, sáng ngày nó vô độ rồi đó. Ừ, đánh hết trận ngay tại. Vô độ rồi đó. Đúng rồi, vô đồ xào đi cô Tư. Vô mời cái nhà miếng đồ xào cô Tư. Năm vô đi. Mời cái nhà miếng đồ xào thôi. Miếng gạo nó vô nữa. Đó, câu mà xào nước cần vào. Cái gì vậy? Mắm mà gặp nước mắm nhỉ nữa.
Mai mốt lên mình dương bắt đầu cái là về bữa về nữa đó, nhớ quê về nữa. Nhớ quê về nữa. Nó chả làm gì có ba cái đồ đồng này kia. Lâu về trở về về đợi được pháp. Thì cái cả nhà về đây là ăn mòn ngon. Nên mình dương làm gì có. Đúng lắm. Đúng lắm. Đúng lắm. Đúng lắm. Đúng rồi, mới gọi lại đó. Không đâu. Mới gọi. Rồi, góc lỡ góc lại đó. Không có máy ê chừng nó xả lại là không có. Nó tua lại. Tua lại, không đưa nào chạy thoát. Cả nhà. Tại không đó nghe. Cả nhà An Giang bình luận với comment mình dưới nha cả nhà. An Giang comment dưới hoặc Bali. Hoặc Bali. Rồi, bây giờ mời cả nhà uống với mình ly luôn nha cả nhà. Khoảng 3 ly. Nếu mà làm thứ nhất, thứ hai, thứ ba đó nữa là chúc mừng thi đấu luôn. Chúc mừng thi đấu. Mời cả nhà uống mình đi luôn nha. Uống đi hay đi đi cái mình ăn cơm cho để bắt nằm với cậu Tư làm chân xương đi nha cả nhà. Đứng gió rồi. Bây giờ cũng chưa nha cả nhà chứ không phải sáng mình công số đâu cả nhà. Mình ăn sắp xếp công việc, cậu Tư cũng đi túc cúm núm về cả nhà cũng thắt rồi đêm hôm cũng thắt luôn rồi là bữa nay là không được đồng nào nữa cậu Tư. Không có cậu đồng. Đi công gì rồi? Bắt năm mà sáng không cũng đi công chuyện về nhà về rồi cũng ghé ngang cái chỗ ta bán ốc này cả nhà chia được mớ ốc quắn rồi đem lên rồi bắt cháu mình là làm chân xương luôn. Cái này đã xiên chứ trong mò thì mình nói tiếng hồ cái mấy ngày cái là rồi. À, cho mình xin phép bóc tay nha, mình miếng chuột nha, chuột có nhum muối sợi ớt chiên, mình ăn vừa ăn mình không chấm nha, mời cả nhà luôn nha. Quá được. Vừa ăn đỏ quá nhỉ. Cái này ta mở mà bằng là cái nhổ lông. Thui ha. Thui lại. Được cái lò quay á, nãy để nguyên con cắm lò quay quá vàng tư. Tại tối vậy cũng mệt đó, bầm thả chứ mình nó chết rồi đó. Trụng trụng nước sơ bắt đầu nhỏ lông, nhỏ lông vừa da còn da dính da lại. Bắt đầu cái vui thắm khỏi vậy rồi cái là lúc mà nồi đất không nước cũng được. Trụng ngon quá cái nhảy. Nồi đất đốt mà. Vừa ăn. Chú mồi đi cô tí. Hấp bự không mà nãy tôi đốt bự. Cái gung dữ hả? Không phải cái tay này tay gạch tay gạch ta cháy cái nhà cho mình thêm hấp mở cái nhà cho đủ món luôn cái nhà ba món nha lặn cái kim bồ kim bồ ấy rồi làm bán cho còn thắng có nửa giá không mới một đó mình để mời cái nhà miếng đây nãy giờ bắt nằm mình nói lộn cái nhà là thịt. thịt bò xào củ hành với cặn tàu nha cả nhà chứ không phải thịt trâu nha cả nhà giống thịt trâu à thịt bò các bác năm ơi dạ. Đã cả nhà ơi cơm xào cá ớt. Ừ, cái này pháp binh của chú giáo mình á chứ nó nữa mà quán như thế rồi đó vòng vòng quán cũng lâu lắm mà chưa có để cơm xào sợ ớt chuột biết sao đặng chuột xiên trước chỗ đầu nó gấp chuột ra mới xào cơm đúng cơm chưa xào đúng răng cái vụ mà có vụ cơm xào sợ ớt chuột không nghe chú chuột bây giờ muốn lấy chảnh mà lại vô mấy cái quán bự lớn lớn thì kia đây nó chuột mà cơm xào sợ ớt không có đâu không có bây giờ quê thì nó có thôi chả là gì cơ đó đừng có bỏ cái đó chưa du nhập giờ xin trả đâu nhưng phải biết cách làm à cậu Tư với bác Năm muốn bán thì mình thấy mình giữ bí mật nha thôi mình nói cái người ta nói trên đây ta coi cái là tao biết tao làm bán mình trước khi phải mua chuột phải chuột cúng nhâm à cúng nhâm chuột cơm mình cũng được rồi phải chiên ướp rồi chiên rồi chiên không còn cái trong cái chảo lại đó mới để cơm vô rồi mới xào cơm xào sớm hả cơm xào sớm chuột thấy món lạ không cả nhà chưa có đâu chưa có thực đơn chứ chưa du nhập ở đó thành thị đâu chỉ là đồng quê này mới phát minh trong 12 giờ trước mới phát minh gì cũng mới phát minh
món này độc thì chứ không, đúng không? Thì xong rồi mới vớt ra, còn trong cái chảo đó để cơm vô xào, nó mới có cái mùi chuột thì nó mới ngon. Cái xào không đâu ngon, để chứ không? Trộn chứ nó. Mà đi không có nghe chuột là sao chứ mà xào được cái chép cơm này? Không, mua gì tao nói cơm xào xả ớt chuột. Xào xả. Vô quán thì vậy thôi, vô quán kia không có đâu. Nhưng mà kêu đó là kêu tao mời cả nhà đi nha. Cháu lòng heo á. Vô nhà mày. Ở nhà món này. Kêu lượm kêu chào. Chào. Ở nhà. Đầu kêu cái dĩa cơm mày đủ mẹ là. Chào sẽ ớt chuột đi đầu. Mời cả nhà ăn uống mình đi nữa nha. Đó vừa cơm mà vừa nhậu luôn đó. Tôi kêu hai thứ đó, tại không kêu mò nhậu, tôi kêu là hai thứ là thứ nhậu, thứ ăn cơm đó. Thì chú nữa lên chở đây, chú đi dắt mà chở rồi có bản hiệu này là tôi chịu vậy chịu. Báo dĩa cơm xào chớ. Cơm xào chớ chuột. Mà chuột thì mình nghe dùng mấy thứ đi. Không dùng có chuột cơm. Chuột không nhầm mà chiên xào cái này. Không có chuột này nè. Mà bóp đại cũng ăn bóp linh không anh. Nãy không có nữa đi nhiều. Làm cho hết chén cơm xào chớ chuột. Cậu ô miếng bự gì vậy? Cả ngon mày ô. Ô bự quá vậy? Rất là lớn rồi. Cắt bự không? Bự gì dễ ăn luôn. Nhỏ nhỏ vậy, dễ dài quá, dài quá. Rồi khi nhỏ nhỏ lắm nữa rồi để điều tra sơ sơ tấm danh luôn. Con này hơi bự quá, hơi bựa. Mời cả nhà miếng. Tụi gan thiếu rồi chắc điều tra sơ sơ tấm danh chứ đâu. Ngon, nói thật là nên là cần tàu chứ hết, tàu là bữa kia này tàu. Thằng tàu. Ừ. Tàu nó thơm hơn quá. Ừ. Tàu nó mềm. Nó giòn cái ngon. Tàu. Cái này thì xào chín được bắt đầu thảy bả gốc vô rồi. Ừ. Ở qua đảo lại cái thảy lá vô xăng xăng bắt đầu cái chợ là xíu nữa là nóng rồi vừa. Có năm sẵn lấy giùm con ốc rồi có năm. Không cái tâm của con đó, cái tâm này nè. Lấy con bự bự con mời cả nhà, con ngon. Nãy giờ mời cả nhà chuột chiên với thịt bò xào, rồi giờ mình mời cả nhà ốc đắng luộc sả nha cả nhà. Rồi chuyện qua lại ha. Chiên nhỏ nọc cái đó rồi lắc mạnh cho nó lỏng mình, lắc cho lỏng mình. Sao cũng được có năm ơi. Lắc cho lỏng mình mới được. Cảm ơn bữa năm nha. Bữa năm lấy cho mình quá nha. Mời cả nhà luôn nha. Mình ăn không chấm nha để coi nó vừa ăn không nha. Lỏng. Món gì cũng ngon chứ bữa năm. Này ốc mình ốc mới không này, mới mò lên ăn liền nó ngon. Không, mới mò lên thì ăn liền nó ngọt. Còn mình để một hai bữa rồi đó. Còn cái này nó ngâm hai bữa rồi chắc về trên Phú Quốc ngon, ngâm chừng sáng mò chiều ăn được, sáng mò ngâm chiều là luộc được đó. Lắp ra luôn cái đít cho lỏng mình nó ra hết luôn không ừ, vô nó ra hết nè. Ốc gì mà mình xào mà xào dừa nè cô Tư. Ốc gì xào dừa mà nút nè. Con mày ốc len cái gì? Ốc len hay gì? Cái con vàng vàng cái chiêu gì đó quên rồi. Ốc mà nó như chiêu cây đinh mình đi đó. Cái đinh gì? Ốc tay hả? Ốc như nó chặt đít là người ta xào dừa đó. Ồ nó nhiều rồi. Biết mà quên rồi. Con ốc mà nó ngon là ngon cái đít. Thế cái bộ. Nó lũ lắc thì nè. Thấy không? Lấy rượu nó ra cái đít trắng trắng vậy nè. Vô bữa năm ơi, mời cả nhà có ốc. Mời cả nhà. Mời cả nhà. Vô. Ừ. Đã. Đủ mong. Trời ơi, ổng không gót, chưa gót đi. Nhà cũng có ổng. Cả nhà nãy giờ nói ốc mà xào dừa đó, ốc gì ở nhà mình tại mình quên rồi, cả nhà comment mình với giúp mình nha, mình cảm ơn nhiều luôn. Nhiều lắm, ốc ai biết cái gì đâu. Ốc đó là nó nút cái gan bắt nằm ở đây là làm cái bụp bụp gì đó, nó nút cái gai vậy đó. Ốc mà vàng vàng cái gì phải không? Dài đen. Đen đủ thứ lắp rồi, ốc là đó kiểu ốc len gì á. Ốc len. Ốc len cả nhà nói phải ốc len không, cả nhà comment mình nha. Mình đoán là ốc len đó. Ốc len hả? Rồi chưa? Vô nãy giờ mình vô mà
rồi vô mà cái nhà rồi. Okay. Rồi. 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 Rồi mời cái nhà cái nữa. Mời cái nhà. Rồi. Đụng nhá lửa cái. Xong xong chứ tướng phải có. Rồi cho nó mướt máy. Rồi vô. Dạ. À. Rồi vô mọi luôn có năm mai với cô tôi đây. Trộn cơm trắng vô, miếng cơm trắng vô. Cho nó hết. Thì hồi đêm tập trước mình có đi xóa ít trải nghiệm ngoài đồng với cầu tư mình với bán năm cả nhà. Rồi sáng này mình được mới ếch với chuột cả nhà. Rồi giờ ếch mình chưa có làm. Rồi chuột thì mình muốn sớm mình chiên, rồi nãy giờ mình quay cho nhà xem đó. Chứ được ốc bán năm đem lên với cầu tư mới đi gác núm vậy cả nhà. Rồi cũng gà làm cho xương nữa. Rồi nãy giờ mình cũng chia sẻ cả nhà xem đó thôi nha cả nhà. Rồi cho bác Năm với cậu Tư làm chi xương đi, cho mình kết thúc clip tại đây nha cả nhà. Thôi bye bye cả nhà, cậu Tư ơi, bye bye cả nhà, bác Năm ơi. Rồi bye bye cả nhà, hẹn gặp cả nhà lúc sau nha, bye bye.